Xin kính chào các bác, ở video clip này em sẽ giới thiệu các bác hai đôi loa của nhà Pioneer và một chiếc âm ly Pioneer phải gọi là chất tiếng đỉnh cao luôn các bác ạ. Đây là một chiếc âm ly Pioneer giá rất là mềm nhưng mà cái chất tiếng của nó vượt xa so với những dòng, ví dụ các bác hay gặp những dòng Pioneer nếu so với cùng thương hiệu các bác nhé, để các bác dễ hình dung. Ví dụ các bác gặp 7009 hay là những dòng i7, i9 hay là những dòng 7008 đó, 8008, thì đây là chiếc âm ly nó có cho chất âm trong mềm mại hơn và nó là dòng đời cao hơn đó các bác. Và đặc biệt những chiếc âm ly đời cao thường bị bỏ lâu lớt, thì những chiếc âm ly này nó là sản xuất vào những năm thập niên 90 các bác ạ. Nó là giao thoa giữa những chiếc những dòng âm ly high end đời mới và những dòng âm ly cổ bằng tay nhôm các bác, thì nó vẫn giữ nguyên cái tố chất của nó là bát chét lung linh lịnh tai, nhưng mà nó lại hay được cái là nó sử dụng những linh kiện đời cao và nó cho ra cái chất tiếng nó trong trẻo sạch sẽ. Ở lớn trong những cái con tụ của nó xanh đỏ tím vàng hết các bác nhá. Đây là chiếc âm ly hôm qua em, hôm trước em có video em tháo rồi các bác xem, đánh 4 sò xanh đen lớn trên những dòng Technic V9, V8X cũng sử dụng cái sò này, sò to như hai ngón tay các bác, sò Toshiba xanh đen. Thì đây một con âm ly rất là khỏe, các bác có thể đánh vào những dòng loa Nhật Bản bát 30 thoải mái luôn, những dòng Diatone vân vân và vân vân đó, thậm chí những dòng loa mà có thể vừa nghe vừa hát như D77 hay những dòng loa Bose các bác ghép vang vào hát rất là hay các bác ạ. Thì đây một chiếc âm ly gọi là chơi đa thể loại và đánh được nhiều loa đó, kể loa ngang ngố luôn, mặc dù nó mặt đen nhưng mà công lực rất là khỏe các bác ạ, nặng trịch luôn. Và con âm ly này thì nó là con 535, nó là đàn em của những dòng 636, 737, 838 các bác. Chất tiếng nó kiểu như vậy đó các bác ạ. Thì cái cách mà nó kiểm soát đôi loa là làm tiếng tép nó lên rất là cao, bén, nhuyễn và nó không bị xé hay là không bị sạn như những dòng mặt phay nhôm sản xuất vào những thập niên 70-80 các bác. Thì chiếc âm ly này nó vẫn còn lâu lướt mà em chưa bật lâu lướt các bác nhá. Đó, em chưa bật lâu lướt luôn mà tiếng bass rất uy lực. Đặc trưng những dòng mặt đen này tiếng bass nó rất uy lực. Và con này thì nếu mà so bác nào thích mà những chiếc âm ly của Pioneer và thích chất âm của Pioneer nhưng mà các bác hơi kỹ tính mà thấy những dòng mặt phay nhôm, ví dụ 7008, 7006 hay là 8008 của Pioneer mặt phay nhôm, kiểu những dòng có đèn vui rồi các bác đó, kiểu những dòng có đèn vui rồi các bác đó, kiểu như vậy các bác, thì các bác sợ nó cái tiếng tép nó bị xé quá thì các bác có thể chơi những dòng này, nó khắc phục triệt để luôn, nó là dòng đời cao sản xuất vào những năm 90. Con A535 này nó chất âm giống hệt những dòng 636, 737, 838 nhưng mà công suất thì nó chơi 4 sò lớn. Những dòng kia nó chơi 8 sò, con này chơi 4 sò. Nhưng về cơ bản các bác sẽ không có một đôi loa nào làm nó khó tính cả các bác ạ. Nó rất là khỏe. Nó khỏe tương tự như những dòng 7009 các bác, nó đặc biệt có cả cầu chữ U các bác nhá. Có cầu chữ U luôn. Và chiếc âm ly này nó có cái công suất là 160W các bác. Camera hôm nay thì không biết tại sao nó mờ các bác ạ. Có công suất là 160W các bác nhé, 160W, 100V, công suất rất là dư giả để có chơi những đôi loa, ví dụ những dòng Pioneer 655 hay là 755 luôn, kể cả những dòng Pioneer F7000 đây, trước mặt các bác đây, em có về hai đôi loa này cùng tầm tiền nhau để các bác lựa chọn, thì càng nó còn rất là đẹp các bác ạ. Có thấy tháo ra rất là chặt các bác. Ồ, rất là chặt các bác. Đó các bác. Thì con F7000 này hôm trước mấy bác gọi điện hỏi những cái dòng F7000 này có về không, thì hôm nay lại về một đôi đẹp xuất sắc luôn, đẹp vuông thành sắc cạnh, những dòng loa Pioneer kể cả những dòng cỏ nhà em về nó rất là đẹp các bác. Thì con F7000 này với con 655 này là hai cái lựa chọn cho các bác. Một dòng thì là có lỗ thông hơi, F7000 nó quá nổi tiếng rồi, 655 này nó quá nổi tiếng, thì một đôi loa nó có lỗ thông hơi tiếng mềm mại và một đôi loa thì uy lực mạnh mẽ không có lỗ thông hơi. Bát chắc gọn, một đôi loa thì bát mềm mại rền rúa các bác ạ. Thì các bác có thể lựa chọn hai cái đôi loa này, nhưng nhấn mạnh các bác là chất tiếng của nó vẫn xem nhau, bác nào thích hình thức đôi nào thì chơi, nhưng mà để trong nhà thì cả hai đôi loa này đều nó có thiết kế đều sang trọng hết, nhất là đôi 655 này thiết kế kiểu như những dòng Pioneer đầu A 180 các thứ đấy các bác. Thì cái thùng của con này là dòng loa thùng nặng, mỗi thùng nặng hơn 20 cân, rất là gấu các bác. 655 CS655, đôi loa này giá 7 triệu tròn. Đó, tình trạng đẹp xuất sắc như mới luôn. Nếu không dùng từ quá hoa mỹ thì nói là nó đẹp như Thúy Kiều các bác nhé. Đó, CS655 đây. Nó có cái một cái mặt bích nhôm phía trước để logo nó rất là đẹp. Và e-căng cả hai chiếc đều đẹp xuất sắc luôn. Đây, phía trong này là một cái e-căng nữa của nó đây các bác.
Thì đôi loa này về Ekang còn nguyên bản, không bục, không nhàu tí nào các bác nhá, rất đẹp. Đó. Thì đôi loa Pioneer CS 655 này giá cũng 7 triệu. Đó, tình trạng thùng vách rất đẹp các bác, nhìn đấy, vuông thành sát cạnh luôn. Đây là phía sau của nó. Đó. Và đây bên này nữa đây. Con loa này thì có cái công suất là 6 ohm, 6,3 ohm và 6W. 60W các bác. Đây ạ. Không biết camera tối quá các bác. Đó thì đôi loa này là đôi loa thùng kín, chất âm cực kỳ đỉnh luôn. Hai đôi loa này chất âm đỉnh, nghe ta thể loại. Và đôi F7000 này cũng giá 7 triệu luôn. Hai đôi loa này đều bằng tiền nhau. Các bạn đánh luôn vào chiếc âm ly Pioneer A535, hoặc các bác có thể chơi những dòng Pioneer mặt phay nhôm. Nhưng nếu các bác trong cái tầm tiền các bác nhé, trong tầm tiền 3 triệu 8 này, các bác cần kiếm một chiếc âm ly mà nó khỏe, nó lực, nó ghép vàng hát nghêu ngao trên những dòng loa to được, mà lại còn sò thì là sò xanh đen lớn của Toshiba. Đó, những cái con âm ly đời cao này chất tiếng cực kỳ mạnh luôn. Và các bác dùng nó không phải lo nó bị ọc ạch đâu, bởi vì dòng này nó không hề lẹt xẹt được. Những cái volume thứ của nó còn rất là mới, với lại nó là công nghệ mới rồi, nó không lẹt xẹt được các bác. Tiếng cực kỳ mạnh. Bác nó gầm gừ như con súp ấy các bác ạ. Những dòng CS 655 này các bác đánh vào những dòng âm ly mặt phay nhôm của Onkyo, của Pioneer, của Technic, đó vân vân và vân vân, rất dễ đánh, rất dễ ghép. Cả hai đôi này rất dễ ghép bởi vì nó âm sắc rất là tốt. Con này sử dụng một trung đôm lớn 16 hay 20 gì đó, rất to, 16 các bác ạ. Và một con chép đôm mặt phay nhôm rất đẹp các bác. Và một con bass gông kiềng nhôm bass 25. Đó, bên này là một cũng như vậy, nhưng mà sử dụng chung giấy chép giấy. Bên này thì là nó cũng bass 25 như vậy, và nó có lỗ thông hơi phía trước. Hai dòng loa này thì nó về cơ bản chất tiếng nó cũng xem nhau. Bát mềm mại hơn một chút thì là F7000, chung giấy chép giấy nghe rất ngọt. Còn đôi này thì lung linh lịnh tai, bát đánh nặng sâu, căng thì chép nó nảy bén nhuyễn. Thì nó là dòng cho bác nào thích lịnh tai hơn so với đôi F7000, bằng tiền nhau hết. Cả hai đôi đều nói chung là thứ kiểu đẹp như Thủy Vân các bác ạ. Nó 19-10 thôi. Đánh rất lực. Cái con 535 này rất lực, giá 3 triệu 8. Em chưa bật đầu lớp đâu. Các bác chơi một bộ chỉ hơn 10 triệu như vậy là âm ly 3 triệu, đôi loa 7 triệu là 10 triệu, đôi âm ly là 3 triệu 8, đôi loa là 7 triệu là 10 triệu 800, chưa đến 11 triệu mà một bộ đẳng cấp nhìn đẹp như vậy mà nhà Pioneer. Các bác lưu ý là đây là một bộ để trong nhà rất là đẹp các bác nhá. Khi các bác để vào trong gia đình thì các bác nhìn rất đẹp. Đôi loa 655 này nó nhìn rất là cảm giác như rất là hiện đại các bác ạ. Và nó là dòng loa đối xứng hết. Hai đôi loa này đều là đối xứng hết các bác nhá, G và L hết. Thì bắt đầu nhu cầu lấy một trong hai đôi này thì nhắn tin cho em. Em sẽ mở một đoạn nhạc trữ tình các bác nghe thử. Đây là một bộ cấu hình mà các bác có thể chơi đa thể loại luôn. Các bác chơi kể cả nhạc nhẹ Hồng Trúc hay là Như Quỳnh hay Tuấn Vũ gì đó, chơi hết các bác ạ. Tiếng nghe rất ngọt luôn các bác. Cái đôi loa F655 này, CS655 này nó có cả vi tinh chỉnh các bác nhá. Hai vi tinh chỉnh. Tiếng rất ngọt các bác ạ. Nghe rất là ngọt các bác. Đặc trưng những dòng mặt đen của Pioneer, nhất là những dòng A mặt đen các bác nhá, 535, 636, 737 và 838, kể cả dòng 717, 818 đó. Nói chung là những dòng A của Pioneer các bác ạ, mặt đen này nó cho cái chất tiếng rất là lực, khỏe luôn các bác. Các bác nghe kỹ tiếng bass, tiếng tép nó rất lực, tách bạch. Bạn nào có nhu cầu lấy một trong hai đôi loa này về rất đẹp. Cái tầm cuối năm này những đôi đẹp
dòng Pioneer này rất ít khi về các bác nhé. Rồi xin kính chào các bác.